Xin chào tất cả các bạn, mình là hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái đề tài đồ án tốt nghiệp tôi bảo vệ vào tháng 10 năm 2022 được rồi. Thì cái đề tài đồ án này là về nghiên cứu phương pháp giấu tin trong ngành chống vấn đề tràn pin. Thì các bạn hiểu đơn giản, đây là một kỹ thuật giấu tin trong bức ảnh thôi, chứ không không có gì gọi là mới mẻ cả, được chưa? Cái này thì nó chuyên sâu về lĩnh vực an toàn thông tin rồi. Đó, liên quan đến các hệ mặt, được chưa? Thì về nội dung đồ án thì sẽ gồm 3 chương. Chương thứ nhất là về tổng quan về giấu tin trong ngành số. Cái này thì nội dung nó cũng trên mạng nó rất là nhiều, các bạn có thể là tham khảo trên mạng, được chưa? Rồi chọn lọc nội dung viết làm sao cho nó ngắn gọn, súc tích cũng như là đầy đủ nội dung trình bày sẽ được nhà được. Chương thứ hai là về kỹ thuật giấu tin trong trong ngành trong vấn đề tràn pin. Thì cái này nó thực sự là phải các bạn phải dịch từ tài liệu nước ngoài sang tài liệu tiếng Việt rồi viết làm sao cho thuật ngữ chuyên ngành nó đúng nhất là được, được chưa? Cũng như là trình bày làm sao cho nó chuẩn chỉnh nhất đó. Thì cái thuật toán này thì ở đây là mình sẽ sử dụng là phương pháp BVD. Và phương pháp BVD là gì thì các bạn có thể lên mạng các bạn kiểm tra. Thì đơn giản là cái phương pháp này là kỹ thuật giấu tin trong một bức ảnh màu thôi, chứ không phải là bức ảnh đen trắng, được chưa? Cái này thì nó phổ biến hơn trong cái việc mà giấu tin theo FB đó, là phương pháp kỹ thuật giấu tin. Và cuối cùng là mình sẽ gì xây dựng cái chương trình này và đánh giá hiệu quả phương pháp giấu tin trong vấn đề tràn pin. Thì đây mình sẽ sử dụng WinForm để lập trình lên cái phần mềm này, cũng như là sử dụng Microsoft Visual Studio làm môi trường, và cũng như là sử dụng C# để mình xây dựng lên chương trình đấy, được chưa? Đó là về chương trình. Và sau khi xây dựng chương trình xong thì mình tất nhiên phải có đánh giá kết quả thực nghiệm rồi, đúng không ạ? Đưa ra một cái kết quả gọi là nó làm sao nó phù hợp nhất với cái bộ cơ sở dữ liệu, nó bộ cơ sở dữ liệu, được chưa? Thì ngay sau bây giờ thôi, mình sẽ cho các bạn xem tham khảo về cái mã nguồn chương trình này. Thì đây là mã nguồn của chương trình. Thì bây giờ mình sẽ start lên. Đây ạ, thì nó sẽ hiện thị ra cái giao diện của cái phần mềm. Đó, thì các bạn bây giờ xin phép được mở một cái bức ảnh ra, hoặc mở một bức ảnh ra. Đây thì đầu xuân năm mới thì mình sẽ làm cái bức ảnh chúc mừng năm mới năm 2023, được chưa? Thì ở đây mình sẽ show cái nội text nha. Đó thì nó là ghi no stay in this image, có nghĩa là chưa có thông tin nào được lưu trữ trong bức ảnh này cả, được chưa? Bây giờ mình xin phép được giấu một cái thông điệp vào cái bức ảnh này là chúc mừng năm mới này, chúc mừng năm mới 2023. Thì nhiệm vụ của mình là gì? Hit text nó lại, có nghĩa là lưu, đó lưu lưu. Nó giờ stay don, có nghĩa là đã lưu cái thông điệp này vào bức ảnh và nó sẽ hiển thị sang bên cạnh thôi. Được chưa? Đó. Bây giờ mình làm gì? Save cái bức ảnh này lại thôi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới các. Chúc mừng năm mới 2023. Được chưa? View bức ảnh lại. Thì ok, được chưa? Đó, ví dụ mình có thể tắt cái chương trình này đi và mình sẽ xem cái thông tin. Đó, xem cái thông tin này có hai cái bức ảnh này. Đây, hai bức ảnh này, đúng không? Thì nếu mà đúng đúng ra thì chắc chắn là cả dấu tin trong ảnh thì các điểm và giá trị nó sẽ là phải là thay đổi. Đây. Có chắc chắn là sẽ thay đổi rồi. Thì không là nhưng mà mình đưa ra chúc bạn để có thể hiểu rõ hơn cái này. Được chưa? Đó. Thì về kích cỡ thì nó đã thay đổi. Đó, nó thay đổi kích cỡ được chưa? Đó, cũng như là có thể là xem các điểm phù. Đây điểm phù của nó. Điểm phù thì nó vẫn giống như, nhưng mà kích cỡ thì nó sẽ thay đổi này. Đó, nhưng mà cái này là mình bổ sung thêm để chúng bạn có thể nhận biết rõ thôi, nhưng mà bài dấu tin thì chắc chắn là kích cỡ của ảnh nó sẽ thay đổi. Và nhiệm vụ bây giờ mình là gì? Sau khi dấu tin xong nó thì bây giờ mình sẽ trích xuất cái đoạn tin nhắn đấy ra. Ví dụ mình vào open image, được chưa? Mình chọn cái bức ảnh mà mình đã dấu tin này. Image này, được chưa? Mình sẽ làm gì? Show text ra. Show đó thì nó đã hiện thị cho mình là chúc mừng năm mới 2023. Được chưa? Nên là để xây dựng cái lên cái chương trình này thì mình sẽ sử dụng thuật toán BVD. Công thức BVD thôi. Ở đây cũng có sử dụng là thuật toán dấu là LBMI, một số thuật toán khác. Nhưng mà đây cái đồ án này thì đang tập trung về BND. Đó. Thì đây là toàn bộ cái về cái sản phẩm của cái đoạn chương trình này. Được chưa? Sau khi mà dấu tin xong thì mình sẽ đưa ra các thông số giá trị để xem cái này có đánh giá cái phần mềm hay là cái kỹ thuật này vào thực tế được hay không, đúng không ạ? Thì trên đây là toàn bộ về nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cũng như là gửi lời chúc mừng năm mới 2023 tới các bạn cũng như là khách hàng của bên mình. Một năm mới thật may mắn và thành công.